Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2019. Trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch có gần 45.000 du khách tham quan di tích Huế, tín hiệu đáng mừng trong năm mới 2019 đối với ngành du lịch. Đoàn kinh tế quốc phòng 92, quân khu 4 tập trung đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng tại khắp các thôn bản, đóng góp thêm một nguồn lực phát triển cho các xã miền núi vốn còn rất nhiều khó khăn. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính trong chương trình sáng nay thứ năm ngày 3 tháng 1. Và bây giờ hãy bắt đầu một ngày mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2019. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng năm 2019 sẽ là năm có nhiều khó khăn. Các ngành, các cấp, các địa phương ra soát lại chỉ tiêu trong hơn nửa nhiệm kỳ qua để có kế hoạch cụ thể, hoàn thành kế hoạch đặt ra trong cả nhiệm kỳ. Một số nhiệm vụ đặt ra trong quý 1 năm 2019 là triển khai và bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài, dự án di dời tái định cư cho các hộ dân thường thành khu vực 1 di tích, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Phan Thiên Đình trình bày quyết định phân công theo dõi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Theo đó, trong năm 2019 là chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, phát triển du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin và nâng cao năng suất lao động, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, đổi mới sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với phòng chống tham nhũng lãng phí, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội phấn đấu thực hiện trong năm 2019 là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tăng 7,5-8%, cơ cấu các ngành kinh tế dự kiến, dịch vụ 50,1%, công nghiệp xây dựng 32,9%, nông lâm thủy sản 10,1%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6,9%, GDP bình quân đầu người 1.915 USD. Giá trị xuất khẩu hàng hóa 1 tỷ 55 triệu USD tăng xấp xỉ 15% so với năm 2018. Tổng đầu tư toàn xã hội 22.700 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước 7.210 tỷ đồng. Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã nghe triển khai giải pháp về cơ chế điều hành ngân sách và một số giải pháp đảm bảo dự toán thu chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019, báo cáo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định nền kinh tế của tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, quy mô nhỏ. Do đó, các sở ban ngành địa phương phải có nhiều nỗ lực hơn nữa, tích cực phối hợp tốt với nhau để giải quyết những vướng mắc. Phải nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Cơ quan, địa phương nào để xảy ra điểm nóng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các sở ban ngành địa phương phải giao việc cụ thể và có cơ chế giám sát việc thực hiện, phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ lãnh đạo, tăng cường thực hiện chuyên đề giám sát. Các đơn vị ban ngành địa phương cũng đã ký kết biên bản liên tịch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2019. Dịp này có 37 đơn vị cơ quan, địa phương, doanh nghiệp được tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc và 20 đơn vị được tặng thưởng bằng khen. Bằng thi đua khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua các khối năm 2019. Năm thứ hai liên tiếp, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh được xếp loại xuất sắc và dẫn đầu bảng xếp hạng khối các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và là đơn vị duy nhất được xếp loại xuất sắc về công tác cải cách hành chính trong năm 2018. Trong khi đó, đơn vị dẫn đầu trong khối Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế là Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang. Kết quả xếp loại cải cách hành chính được Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố vào sáng qua. Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng khối cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh thuộc về Sở Y tế với 87,9 điểm, xếp loại tốt. Sở Du lịch xếp thứ ba với 83,6 điểm, xếp loại tốt. Trong 21 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh được xếp hạng năm 2018 thì có 1 cơ quan xếp loại xuất sắc, 11 cơ quan xếp loại tốt và 9 cơ quan xếp loại khá. Đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, huyện Phú Vang xếp thứ nhất với 85,7 điểm, xếp loại tốt. Huyện Nam Đông xếp thứ hai với 85,5 điểm, xếp loại tốt. Huyện Quảng Điền xếp thứ 3 với 85 điểm, xếp loại tốt. Trong số 9 huyện, thị xã, thành phố được xếp hạng trong năm 2018, có 6 đơn vị xếp loại tốt, 2 đơn vị xếp loại khá, 1 đơn vị xếp loại trung bình là huyện A Lưới.
Kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính phản ánh khách quan, trung thực và thực tế. Đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện cải cách hành chính ngày một hoàn thiện hơn. Thông qua việc đánh giá, xếp loại cho thấy các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê nghiêm túc, có chất lượng về các nội dung cải cách hành chính. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định thành lập Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở hợp nhất hai Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Dự lễ công bố có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 1658 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc giải thể Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 91 cơ sở đảng và hơn 5.000 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối. Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp chính thức hoạt động từ ngày 2 tháng 1 năm 2019. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà gửi lời cảm ơn đến các đồng chí đảng viên đã đồng hành cùng với Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh trong thời gian qua. Mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí vẫn tiếp tục nỗ lực cố gắng để đưa Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bùi Thanh Hà đề nghị Đảng bộ khối cần sớm ổn định tổ chức bộ máy, tránh tình trạng trì trệ lúc giao thời. Đối với những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ trên tinh thần chia sẻ chuyên nghiệp, hoàn chỉnh các quy chế quy định mới để đảm bảo quá trình thực hiện nhiệm vụ được thông suốt. Ngay sau lễ công bố, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất để đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019. Trong năm 2019, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp đề ra hai mục tiêu lớn, đó là thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua yêu nước để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Đảng bộ khối đề ra. Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động trong công việc, thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, phát động phong trào thi đua yêu nước trong từng cơ quan đơn vị thuộc khối. Chiều qua, Trường Đại học Dân lập Phú Xuân tổ chức khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn chuyển nghề lập trình viên tại cơ sở 2, 176 Trần Phú, thành phố Huế. Đây là chương trình nằm trong đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự lễ khai giảng có ông Phan Thiên Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Khóa đào tạo đầu tiên được tổ chức này có sự tham gia của 17 học viên, bao gồm cả sinh viên và người đang đi làm, có mong muốn chuyển sang nghề lập trình viên. Khóa đào tạo được giảng dạy theo mô hình huấn luyện thực chiến cường độ cao, coding bootcamp, theo giờ hành chính trong doanh nghiệp. Lớp học được tổ chức theo mô hình Learning Office, mô phỏng môi trường làm việc và đào tạo theo phương pháp huấn luyện. Giảng viên sẽ đóng vai trò như người trưởng phòng hoặc trưởng dự án, hướng dẫn học viên bằng dự án thực tế. Người học cũng sẽ có toàn quyền truy cập vào các hệ thống phần mềm hỗ trợ học tập của CodeGym, đơn vị liên kết đào tạo của khóa học, bao gồm quản lý dự án, luyện code, tài liệu các khóa học, bài thực hành, bài tập, quiz. Phát biểu tại buổi khai giảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thiên Đình nhấn mạnh, phát triển công nghệ thông tin là một trong những định hướng phát triển của tỉnh, trong đó chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin giữa nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp. Khóa học lần này sẽ là cơ hội để phát huy sáng tạo, sự hợp tác của các bên, mở ra cơ hội hình thành những thiết chế công nghiệp công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và tạo ra những sản phẩm công nghệ thông tin với chất lượng cao trong thời gian tới. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong các ngày nghỉ Tết dương lịch từ ngày 29 tháng 12 năm 2018 đến ngày 1 tháng 1 năm 2019, có gần 45.000 du khách tham quan di tích Huế, trung bình mỗi ngày có 11.000 lượt khách tham quan. Đây là tín hiệu đáng mừng trong năm mới 2019 đối với ngành du lịch và khu di sản Huế. Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã khai thác tốt tour du lịch Huế, một điểm đến năm di sản. Đáng chú ý, đêm ngày 31 tháng 12, Trung tâm tổ chức bắn 21 phát súng lửa thần công chào đón năm mới 2019, thu hút đông đảo du khách và nhân dân trong vùng. Năm 2019, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xác định vừa đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, vừa tiếp tục tạo ra các sản phẩm mới hấp dẫn. Đặc biệt, các sản phẩm vui chơi giải trí nhằm thu hút và kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu, góp phần ổn định lượng khách đến Huế.
Trước mắt tập trung phát triển loại hình du lịch văn hóa di sản gắn với khu vực trung tâm thành phố Huế. Bên cạnh việc nâng cao tính chuyên nghiệp, các sự kiện lễ hội hàng tháng hoặc quý tại Huế được tổ chức quy mô hơn. Năm nay Thừa Thiên Huế còn chủ trương thực hiện festival bốn mùa để trở thành những sản phẩm du lịch của Huế như lễ hội diều, lễ hội ẩm thực chay, lễ hội hoa đăng, lễ hội sen, lễ hội múa lân, lễ hội bia. Ngoài việc khai thác tour du lịch Huế, một điểm đến năm di sản, tỉnh nghiên cứu mở cửa trở lại Đà Nội về đêm để du khách có thể khám phá không gian ánh sáng từ Ngọ Môn đến Điện Thái Hòa, trải nghiệm âm sắc hoàng cung trong không gian cổ xưa của nhà hát Duyệt Thị Đường, tái hiện chương trình nghệ thuật văn hiến kinh kỳ. Năm 2018, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách đến tham quan khu di sản Huế. Doanh thu từ vé tham quan đạt 381,7 tỷ đồng, vượt kế hoạch hơn 19%. Tại một điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng là làng cổ Phước Tích, nhiều đoàn khách thuộc các tour du lịch Hà Nội, Đà Nẵng hay Hội An cũng đã đến tham quan trải nghiệm trong dịp Tết Dương lịch. Để làng cổ Phước Tích trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước, những năm trở lại đây, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, Ban Quản lý Di tích Kiến trúc Nghệ thuật làng cổ Phước Tích đã đẩy mạnh việc tiếp thị, quảng bá, xúc tiến du lịch. Làng cổ Phước Tích đã triển khai 9 loại dịch vụ gồm tham quan nhà vườn, homestay, trải nghiệm làm bánh, làm gốm, đạp xe đi thuyền trên sông Ô Lâu, thả đèn hoa đăng và tham quan du lịch. Hiện có 11 nhà vườn tham gia dịch vụ nhà vườn cổ, trong đó có 4 nhà tham gia dịch vụ homestay với khoảng 40 chỗ ở. Được biết, trong năm 2018, làng cổ Phước Tích đã đón hơn 67.000 lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, góp phần tăng doanh thu cũng như tăng thu nhập cho người dân nơi đây. Công ty cổ phần dệt may Huế cho biết, thời điểm này đã nhận đơn hàng xuất khẩu đến hết tháng 6 năm 2019. Ngoài các đối tác truyền thống như là Mỹ, Hàn Quốc, châu Âu, năm nay công ty sẽ phát triển thêm một số thị trường mới như là Nhật Bản, Úc. Năm 2018, mặc dù ngành dệt may trong nước gặp nhiều khó khăn, song giá trị sản xuất của công ty cổ phần dệt may Huế vẫn tăng trưởng khá, giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động. Trong năm, công ty đã phát triển thêm 2 nhà máy may tại khu công nghiệp Phú Đa và tỉnh Quảng Bình, nâng tổng số chuyền may lên 80 chuyền. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.642 tỷ đồng, doanh thu trên 1.740 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 100 triệu đô la Mỹ, tăng 4% so với năm 2017 và nộp ngân sách nhà nước 16 tỷ đồng. Năm 2019, để đạt kim ngạch xuất khẩu và doanh thu trên 1.800 tỷ đồng, công ty có kế hoạch đầu tư nâng cấp thiết bị, mở rộng và nâng công suất hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm, thiết bị may, sợi với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Tiếp sau sự ra đời của đơn vị phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện Trung ương Huế, Đại học Y Dược Huế cũng đã chính thức ra mắt và đưa vào hoạt động đơn vị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của mình vào sáng qua. Đơn vị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ có chức năng khám, chẩn đoán, tư vấn, giải đáp thắc mắc về lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ, thực hiện các phẫu thuật tạo hình, phục hồi chức năng, sửa chữa các thương tổn, khiếm khuyết biến dạng cơ thể do bẩm sinh, bệnh lý, dị tật hay quá trình điều trị ung thư gây ra. Ngoài ra, đơn vị thực hiện các trường hợp phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ phức tạp, ứng dụng vi phẫu thuật như tái tạo vú, che phủ các khuyết mất mô sau điều trị ung thư, ghép xương hàm, điều trị các loại sẹo bỏng, co rút, phục hồi liệt mặt. Đơn vị tổ chức các lớp đào tạo liên tục CME chuyên nghiệp bao gồm bài giảng, mổ thị phạm, thực tập trên mô hình giò heo dưới sự hướng dẫn của các phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước. Trường Đại học Y Dược Huế đã liên kết nhiều đoàn phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nổi tiếng đến từ Đại học Stanford, Pennsylvania, San Diego, Mayo Clinic, Hoa Kỳ, Đại học Yonsei, Chungbuk, Hàn Quốc và qua đó tiếp tục đón các đoàn phẫu thuật này đến trực tiếp phẫu thuật và mở các lớp CME để cập nhật các kỹ thuật, công nghệ mới trên thế giới, giúp cho các học viên trong nước có cơ hội để tiếp cận các kỹ thuật tân tiến, từ đó giảm thiểu các sai sót, biến chứng và thất bại cho người bệnh. Thưa quý vị, tỷ lệ tật khúc xạ ngày càng gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây, nhất là trong lứa tuổi học đường, ảnh hưởng không tốt đến việc học tập và vui chơi của các em. Theo các chuyên gia về mắt, điều đáng lo hơn là việc phụ huynh vẫn chưa quan tâm đúng mức đến việc theo dõi, kiểm tra thường xuyên về mức độ cận thị, dẫn đến tình trạng đeo kính sai độ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hiện nay, tỷ lệ học sinh cả cấp mắc tật cận thị ngày càng tăng. Điều này khiến các em gặp không ít bất tiện trong việc học tập và sinh hoạt. Em Huỳnh Trần Anh Thư, học sinh lớp 42 trường tiểu học Phủ Mầu, huyện Phú Vang, là một trong năm em học sinh bị cận thị trong lớp. Em gặp rất nhiều trở ngại trong quá trình học tập cũng như trong sinh hoạt. Cháu bị cận từ lớp 3. Mà kỳ 2 thì cháu đi khám sức khỏe thì bác sĩ nói cháu bị cận thì cháu ngồi xa thì cháu không nhìn thấy bảng rõ. Rồi là hay bị nhức đầu.
Hiện tại là lớp em là học sinh cần là có 5 em. Năm ngoái thì chỉ có 2 em, nhưng mà năm nay là tăng lên thành 5 em. Các em bị cần thì tất nhiên là sẽ thua so với các em không bị cần. Thứ nhất là trong quá trình học tập là các em có thể là không tập trung chẳng hạn, hoặc là nhìn xa thì các em cũng không thể rõ, cho nên có hạn chế rất là nhiều trong việc tiếp thu bài học. Tỷ lệ tật khúc xa tại Việt Nam theo thống kê của Viện Thị giác Brian Holden tại Việt Nam vào năm 2015 chiếm khoảng từ 15% đến 4%, tương ứng khoảng từ 14 đến 36 triệu người mắc tật khúc xa. Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi có tỷ lệ mắc tật khúc xa từ 25% đến 40% ở khu vực thành thị, từ 10% đến 15% tại khu vực nông thôn. Điều này có nghĩa có khoảng 3 triệu trẻ em đang có tật khúc xa cần được chỉnh kính. Riêng tại Thừa Thiên Huế, cần thì thành phố cao hơn nông thôn, mức chênh lệch từ 5 đến 10%. Cấp 1, tỷ lệ học sinh bị cần thi cấp là 8%, cấp 2 là 15% và cấp 3 là 20%. Cần thi là một loại tật khúc xa hay gặp nhất ở lứa tuổi đến trường. Học sinh bị cần thi gặp trở ngại trong việc nhìn xa. Cần thi gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, quá trình học tập và sức khỏe của cả học sinh. Mắt trẻ sẽ nhìn kém, đọc chữ hay bị nhảy dòng, nhầm dấu, viết chậm, sai chữ, dẫn đến kết quả học tập giảm sút, trẻ trở nên rụt rè và thiếu tự tin. Cái tình trạng mà học sinh mà bị cần thị thì mà mỗi năm thì học sinh cũng có tăng lên. Nó tăng bắt đầu từ độ tuổi, độ tuổi đó từ lớp 3 trở lên. Thì nhà trường đầu năm vẫn tổ chức khám sức khỏe cho các con, xong cũng có nói với phụ huynh. Nhưng mà do từ đồng nông thôn thì cái sự quan tâm của phụ huynh nó cũng bị hạn chế. Chính vì thế thì các em nó mới cứ bị tăng dần lên về với cận thị. Đa số hiện nay là cận thị mắc phải do cái môi trường các cháu học nhiều quá, đọc nhiều quá, nhìn gần nhiều quá. Với cái thứ hai đặc biệt là các cái phương tiện giải trí. Một vấn đề chúng tôi cũng rất băn khoăn nữa là khi các cháu bị các tật khúc xạ thì cái sự quan tâm của xã hội chưa được cao. Chúng tôi đi đến các nhà trường thì thấy rằng rất nhiều cháu bị cận thị nhưng mà các cháu không biết là bị cận thị. Và cũng có những cháu là bị cận thị, đeo kính rồi nhưng mà lại cái kính lại không phù hợp. Dự án khúc xạ học đường trên địa bàn tỉnh được triển khai nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng học sinh không nhận biết tình trạng cận thị và đeo không đúng độ khá phổ biến hiện nay. Thử thị lực là rất cần thiết nhưng không được các phụ huynh thực hiện thường xuyên cho con em mình, trong khi sự thay đổi mức cận thị diễn ra liên tục giữa độ 20 tuổi. Bệnh viện Mắt Huế đã triển khai và đưa vào hoạt động 4 đơn vị máy đo khúc xạ tại thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền, huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc. Đối với trẻ em, cần được kiểm tra mắt sớm để phát hiện tật khúc xạ, điều chỉnh kính kịp thời. Vai trò của y tế học đường đối với các cái bệnh mắt học đường là rất quan trọng. Bởi vì họ là nơi mà đầu tiên phát hiện ra các cháu. Thế thì vấn đề nó rất đơn giản ở chỗ, tức là các cháu hàng năm phải được thử thị lực. Và vấn đề thử thị lực là một cái vấn đề rất là đơn giản. Chỉ cần một bảng thị lực và giáo viên hoặc y tế học đường biết cái cách đo thị lực cho các cháu, kiểm tra thị lực cho các cháu, thì rất dễ phát hiện ra những trường hợp mà các cháu bị mắc các tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị. Bởi vì khi đó thì khi thị lực các cháu giảm thì phải khuyến cáo với gia đình để đưa các cháu đến các cái cơ sở chăm sóc mắt, các cái cơ sở mà có cái đơn vị khúc xạ đảm bảo chất lượng để đo thử kính và khám cho các cháu. Đôi mắt của học sinh được ví như những viên ngọc quý, giúp các em tích lũy kiến thức và tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh để bước những bước thật vững chắc trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi, những năm qua, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 Quân khu 4 tập trung đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng tại khắp các thôn bản, đóng góp thêm một nguồn lực phát triển cho các xã miền núi vẫn còn rất nhiều khó khăn. Ghi nhận của phóng viên truyền hình quân đội và những hiệu quả bắt đầu từ đầu tư các dự án này. Đây là tuyến đường nội thôn A Roàng 2 có tổng chiều dài hơn 1.379 m, tổng giá trị đầu tư 4,9 tỷ đồng. Các hạng mục công trình đường giao thông được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia, công trình cấp 4 đối với hạng mục loại B. Bề rộng mặt đường 3,5 m, bề rộng lề đường 2 x 0,75 m, kết cấu đường bê tông xi măng M250, đá 2 x 4 dài 18 cm.
Tuyến đường hoàn thành đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đáp ứng niềm mong đợi của đồng bào các dân tộc nơi đây. Từ khi chưa có đường, người dân ở đây đi lại rất khó khăn, tay chân bùn lầy. Khi mà qua đường, xe cộ đi qua rất khó khăn, không có xe qua lại. Bán rau, bán các sản phẩm mình làm ra phải đi bộ hàng giờ. Từ khi có đường, người dân ở đây qua lại bớt khó khăn hơn, vui hơn, xe cộ đi lại thuận tiện hơn, mua bán cũng dễ dàng hơn. Cảm ơn Đoàn 92 đã quan tâm người đồng bào ở đây để có một cuộc sống tốt hơn. Đoàn kinh tế của phòng giúp đỡ từ vật từ là cây trồng vật nuôi, hướng dẫn bà con là kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, rồi là công tác khám chữa bệnh, rồi là liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng như là đường xá, cầu cống, thì là đặc biệt từ trước đây là cái vùng Roang này là cơ bản là cái vùng hoang hóa đợt, nhưng mà khi có đoàn 92 đóng chân trên địa bàn thì đoàn 92 đã hướng dẫn tập huấn cho bà con biết trồng cây, là biết phát triển đàn bò, rồi là biết thăm canh lúa nước, thì đời sống của bà con hôm nay có thay đổi đáng kể so với trước đây. Ngoài tuyến đường A Roàng 2, năm 2018, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 quân khu 4 đã bàn giao 5 tuyến đường cho các địa phương quản lý sử dụng, gồm tuyến đường nội thôn A Đớt, đường liên thôn Ca Vin A Tin, xã A Đớt, đường trục thôn Ba Lạch, xã Hương Lâm, đường nội thôn Canon 1, đường liên thôn Rơ Môn A Môn, xã Đông Sơn, tổng chiều dài 6,5 km với tổng giá trị đầu tư trên 25 tỷ đồng, tính riêng chi phí xây lắp. Cả hạng mục công trình đường giao thông được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia, mặt đường rộng 3,5 m, bề rộng nền đường 5 m. Các tuyến đường đã hoàn thành, có chất lượng, đúng tiến độ, bước đầu đưa vào sử dụng đảm bảo đúng theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt. Đặc biệt có hạng mục công trình tuyến đường liên thôn Rơ Môn A Môn và tuyến đường nội thôn A Roàng hoàn thành vượt tiến độ với chiều dài là 1969 m và 1379 m. Trước đây không có cái đường này, rất là vất vả. Người ta cùi bằng cái cùi lúa xanh cuối, người ta cùi, nhưng bây giờ có cái đường này, cái bà con rất là mừng, rất phấn khởi. Chúng tôi tiếp tục thực hiện cái quy hoạch chi tiết của khu kinh tế quốc phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, đặc biệt chú trọng vào hai cái nội dung cơ bản. Một là xây dựng các cái mô hình điểm về phát triển kinh tế hộ gia đình để nhân rộng trong đồng bào. Cái thứ hai là ổn định dân cư ở khu vực biên giới để vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần giữ vững khi an ninh ở khu vực biên giới. Việc bàn giao đưa vào sử dụng các tuyến đường giao thông nông thôn đã góp phần giúp nhân dân các xã đi lại thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm kết hợp với rìa phía bắc rãnh thấp có trục qua Nam Bộ và đới gió đông ổn định nên ở Thừa Thiên Huế ngày hôm nay có nơi mưa vừa, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm bình quân từ 87 đến 90%. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 m.